Chiều nay, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tại Sóc Trăng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Kế Sách và huyện Châu Thành. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo các địa phương có liên quan. Tại huyện Kế Sách, lãnh đạo địa phương cho biết, hiện nay trên địa bàn có 212 ca F0 và mới xuất hiện ca bệnh tại các xã Xuân Hòa, Đại Hải, Kế An và An Lạc Tây. Ngay từ khi phát hiện, huyện đã nhanh chóng truy vết, phong tỏa những khu vực có ca nhiễm, song song đó thực hiện các biện pháp y tế, an sinh, giúp người dân an tâm phòng dịch. Đến nay, cơ bản huyện đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Địa phương đề nghị Ban chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch hỗ trợ kinh phí, phục vụ cho việc chạy máy test PCR và hỗ trợ vaccine để tiêm ngừa mũi 2 cho người dân. Tại huyện Châu Thành, toàn huyện đang có 112 ca F0, có xuất hiện ca nhiễm mới trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Qua test nhanh có 26 ca dương tính và sau xét nghiệm PCR thì còn 16 ca. Huyện đang nỗ lực để kiểm soát ổ dịch này và phòng chống dịch trên địa bàn toàn huyện. Lãnh đạo huyện Châu Thành đề xuất xem xét điều chỉnh độ tuổi tiêm vaccine cho trẻ em trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị các địa phương vận dụng các kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch thời gian qua để nhanh chóng kiểm soát được các ổ dịch mới. Tăng cường phân công các tổ COVID cộng đồng kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh trong dân, tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực vận động nhân dân ý thức cao, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, kể cả người dân bên ngoài và trong khu cách ly, tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 để phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt công tác này. Bên cạnh đó, phải phát động toàn dân tham gia giám sát cộng đồng, chính quyền phải dựa vào dân thì mới có thể chiến thắng cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu cũng đã đến tặng quà cho các lực lượng tại khu cách ly ở các huyện.